kính chào quý khán giả theo dõi thời sự của truyền hình Hậu Giang. Hôm nay thứ Hai, ngày 25 tháng 3 năm 2024, chương trình có nội dung đáng chú ý. Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Hậu Giang khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Thanh niên Hậu Giang cùng nhau hành động, khơi dậy khát vọng lập nghiệp, khởi nghiệp, chuyển đổi số, góp phần xây dựng Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ cần gắn với trách nhiệm của tổ chức đơn vị tiếp nhận, giám sát, kiểm tra và công khai bản kê khai. Chuyện về ông Bảy Phủ lo chuyện bao đồng ở lương tâm. Thưa quý khán giả, sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Tham dự và chủ trì hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá hơn nửa nhiệm kỳ 2021-2026, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nhiều đổi mới, đề ra giải pháp để thực hiện tốt hơn chức năng giám sát, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Cụ thể là hoàn thiện cơ sở pháp lý, tăng cường các hoạt động gắn kết giữa Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố. Hội đồng Nhân dân có nhiều nỗ lực đổi mới sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể hóa thành các nghị quyết, cơ chế, chính sách đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của từng tỉnh, thành phố và cả nước. Phát biểu tham luận tại hội nghị, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang thông tin, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh, nhằm chỉ đạo các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm, định hướng đổi mới, cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh, đồng bộ, thống nhất, toàn diện. Những đổi mới trong thời gian qua tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Hậu Giang, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức 18 kỳ họp, ban hành 224 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng, thể chế hóa, chỉ đạo và chính sách mới của Trung ương, chính sách đặc thù của tỉnh, các vấn đề phát sinh trong điều hành của chính quyền, có tác động lan tỏa trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các kỳ họp Hội đồng Nhân không ngừng đổi mới, cải tiến, nhất là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới cách thức trình bày báo cáo, dự thảo nghị quyết và thực hiện kỳ họp không giấy, biểu quyết trên phần mềm, bước đầu đã mang lại hiệu quả và rất kịp thời. Tăng cường các hình thức giám sát tại kỳ họp, trong đó không chỉ dành ít nhất 1/3 thời gian để đại biểu thảo luận tại kỳ họp, mà trước kỳ họp, 8 tổ đại biểu tổ chức lấy ý kiến, đóng góp văn kiện, tổ chức chất vấn tại các kỳ họp thường lệ, và hoạt động chất vấn ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, có nhiều ý kiến tham gia chất vấn và có tranh luận trở lại. Trong công tác thẩm tra, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ động nghiên cứu, tham gia ngay từ đầu với các sở ngành trong quá trình soạn thảo và tổ chức các cuộc khảo sát, thẩm tra, đánh giá tác động. Lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh được tham dự các cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bàn nội dung các nghị quyết,
các chính sách mới của tỉnh. Từ đó công tác thẩm tra được tập trung đảm bảo thực hiện các định hướng quan trọng là đẩy mạnh các hoạt động giám sát chuyên đề và tăng cường các cuộc khảo sát trong thực thi chính sách pháp luật, các nhiệm vụ trọng tâm đột phá của tỉnh, những vấn đề cử tri và dư luận quan tâm và thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết, tiếp tục phát huy kết quả đạt được với tinh thần phát huy nội lực, tận dụng thời kỳ vàng, hiện thực khát vọng xây dựng Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện và bao trùm. Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh, thể chế, cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Đảng, nghị quyết Quốc hội, Chính phủ, nghị quyết của tỉnh ủy, pháp luật của nhà nước và triển khai có hiệu quả vào cuộc sống. Xây dựng cơ chế chính sách của tỉnh theo hướng đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai minh bạch, đột phá đổi mới sáng tạo, đặc quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp là trọng tâm. Triển khai thực hiện có hiệu quả thực chất 3 nhiệm vụ đột phá của năm nay là phát huy vai trò trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đưa nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh vào cuộc sống, nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tăng cường thực hiện chức năng cơ quan dân cử địa phương để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm 2024, tập trung rà soát hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương, tháo gỡ vướng mắc, khai thác tối đa nguồn lực, cần đổi mới toàn diện các hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp, tiếp tục tăng cường chất lượng các kỳ họp. Đây là yếu tố quyết định chất lượng của cơ quan dân cử. Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức diễn đàn tiếng nói tuổi trẻ, hành động của đoàn năm 2024. Đây là một trong những hoạt động mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngày 26 tháng 3 năm 1931, ngày 26 tháng 3 năm 2024 và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự có ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành, đoàn thể và hơn 200 đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Diễn đàn với hai chủ đề giao lưu: tuổi trẻ Hậu Giang khát vọng học tập, lao động, nghiên cứu khoa học và tuổi trẻ Hậu Giang khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp. Các đại biểu trao đổi về những hành động cụ thể, những giải pháp nâng cao chất lượng công tác đoàn, đội, trong trường học, kỹ năng để đoàn viên, thanh niên sử dụng mạng xã hội an toàn, ứng xử văn minh trên không gian mạng và kinh nghiệm khởi sự kinh doanh, làm kinh tế hiệu quả. Các hoạt động hỗ trợ đoàn viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tìm kiếm việc làm. Từ những chia sẻ của thanh niên, đại diện tỉnh đoàn Hậu Giang mong muốn lãnh đạo tỉnh, các ban sở ngành tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và phát triển kinh tế. Chúng tôi tiếp nhận được rất là nhiều các ý kiến của tất cả các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Và trong đó thì tại buổi diễn đàn thì có hơn 15 ý kiến. Và phải nói thì các bạn cũng đã hiến kế cho đoàn những cách làm hay, hiệu quả, những cái mô hình mới để chúng tôi cụ thể hóa vào cái nhiệm vụ công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự diễn đàn, anh Lê Thạch Siên, bí thư xã đoàn Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tâm đắc khi được lắng nghe những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của thanh niên khởi nghiệp. Những chia sẻ sát thực tế giúp anh có thể triển khai tại cơ sở, tiếp thêm động lực phấn đấu làm giàu cho quê hương. Đoàn viên thanh niên ấp thì đã có cái mô hình làm ăn cũng như là có cái phương hướng định hướng để phát triển kinh tế, nhưng mà do hạn chế về cái trình độ chuyên môn thì các bạn gặp lúng túng. Qua cái buổi mà chia sẻ của các anh chị, các giám đốc hợp tác xã cũng như là các giám đốc mô hình quản trị kinh doanh có hiệu quả thì bản thân sẽ về để tuyên truyền vận động cũng như là cái mình xây dựng cái phương thức, các chương trình để mình triển khai cho cái mô hình cũng như là cái phát triển kinh tế của mô hình đã được hoàn thiện hơn. Đây là lần đầu tiên tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức diễn đàn tiếng nói tuổi trẻ, hành động của đoàn năm 2024.
Qua đây giúp cho đoàn viên thanh niên chuyển từ lý luận sang thực tiễn, từ tiếng nói sang hành động, khơi dậy khát vọng lập nghiệp, khởi nghiệp của thanh niên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần xây dựng Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững. Sáng mai, 26 tháng 3, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ gặp mặt và đối thoại với thanh niên với chủ đề phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Chương trình được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại trụ sở văn phòng chính phủ. Tham dự có khoảng 300 đại biểu thanh niên đại diện cho các khối. Trong khuôn khổ chương trình, Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt và biểu dương các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023. Các nhóm vấn đề được chọn đối thoại gồm phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên Việt Nam. Trước thêm sự kiện, thanh niên Hậu Giang gửi gắm nhiều kỳ vọng. Mời quý khán giả theo dõi. Đối với vấn đề chuyển đổi số thì đây là một trong những vấn đề mà đang rất là nóng hổi, không những ở trong công tác đoàn mà hầu như là trong tất cả các hoạt động, đặc biệt là bản thân tôi cũng như các bạn đoàn viên thanh niên cũng tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Nhân dịp đây thì tôi cũng mong muốn rằng trong thời gian sắp tới, tổ chức đoàn cũng hỗ trợ cho thanh niên, đặc biệt là cho cán bộ đoàn tại những địa phương, cán bộ đoàn tại cơ sở có nhiều nguồn để có thể giúp cho các bạn tiếp cận gần hơn với công tác chuyển đổi số, cũng như là thực hiện trong các hoạt động chuyển đổi số, trong các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp để góp phần thực hiện cái kinh tế số tại tỉnh Hậu Giang. Phần mềm ứng dụng và chuyển đổi số trong giáo dục thì vẫn chưa được thực hiện đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Các địa phương, các huyện thị vẫn có các chương trình, những phần mềm mà thực hiện riêng mà không đồng bộ được với các địa phương khác trên cả nước. Đấy. Thế thì giáo viên chúng ta cũng còn khó khăn về việc các tiếp cận các cái thiết bị công nghệ. Hy vọng là trong thời gian tới thì sẽ có các đợt tập huấn tham gia hỗ trợ để giáo viên thực hiện tốt cái phần chuyển đổi số, đạt được mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Về học sinh thì một số học sinh vùng nông thôn thì rất là khó khăn trong việc sử dụng thiết bị các công nghệ. Học sinh không có khả năng mua được các thiết bị này. Học sinh cũng thiếu các kiến thức để sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại để đáp ứng được cái yêu cầu chuyển đổi số. Và mình hy vọng là nhà nước sẽ cũng có các chính sách hỗ trợ để giúp các em có được các thiết bị học tập đạt hiệu quả cao hơn ạ. Em mong là sẽ tạo ra được cái nhiều sân chơi để cho tụi em có thể tiếp cận với khoa học công nghệ. Bởi vì ngày nay với cái sự phát triển của xã hội thì công nghệ là một phần không thể thiếu. Và thông qua khoa học công nghệ thì tụi em có thể là kết nối với những cái nguồn thông tin, những nguồn tri thức mà tụi em có thể mà đang thắc mắc hay là đang muốn tìm hiểu, sau đó phát triển bản thân mình hơn. Sản phẩm mình là thủ công mỹ nghệ, mình muốn thông qua cái chương trình chuyển đổi số để mà quảng bá cái sản phẩm mình được lên truyền thông để cho nó được phát triển rộng rãi hơn. Và sau đó thì mình có thể là mình phát triển thêm cái mảng du lịch để thu gọi khách du lịch về với địa phương của mình. Bây giờ mình phát triển thành nghề thủ công mỹ nghệ chứ không phải là một cái hợp tác xã đang đát như bây giờ. Để thu hút được các cái lực lượng lao động đang đi lao động ở các tỉnh quay trở về địa phương mình trực tiếp làm việc cho địa phương của mình, không phải đi làm việc ở xa nữa. Thanh niên có vai trò nòng cốt trong công cuộc chuyển đổi số. Đối thoại là dịp tháo gỡ các cơ chế, chính sách, nguồn lực của nhà nước trong việc hỗ trợ phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện các mục tiêu của chương trình chuyển đổi số quốc gia. Kính thưa quý khán giả, hai ngày qua, Thanh tra tỉnh Hậu Giang tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn. Gần 300 học viên là người phụ trách công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập tại các cơ quan đơn vị cấp tỉnh và huyện, được tìm hiểu về luật phòng chống tham nhũng 2018 và Nghị định 130 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị, hướng dẫn những vấn đề về kê khai tài sản thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản thu nhập tăng thêm. Hoạt động kiểm soát tài sản phải đảm bảo nguyên tắc minh bạch, khách quan, công bằng, thực hiện đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng trình tự theo quy định của pháp luật. Từ đây giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được Đảng, Chính phủ và cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện với nhiều giải pháp kiên quyết, triệt để.
Trong đó, việc kê khai kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn được coi là một trong những biện pháp phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả. Tuy nhiên, vấn đề này thời gian qua còn nhiều bất cập, tính trung thực trong các bản kê khai tài sản chưa được đánh giá cao. Liên quan đến vấn đề này, Thạc sĩ Lê Ngọc Thiều, trưởng khoa Nghiệp vụ Thanh tra, trường cán bộ Thanh tra Chính phủ dành cho phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang cuộc trao đổi. Kính mời quý khán giả theo dõi. Phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng và cả hệ thống chính trị. Xin ông cho biết công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn có vai trò và ý nghĩa như thế nào trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay? Kiểm soát tài sản thu nhập này nhằm phòng ngừa tham nhũng và để phục vụ cho công tác cán bộ và phục vụ kịp thời cho việc phát hiện tham nhũng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng. Cái này đã được cụ thể hóa tại Nghị định 130 của Chính phủ, được ban hành ngày 30 tháng 10 năm 2020. Kiểm soát tài sản thu nhập nó có vai trò. Thứ nhất, đấy là để phòng ngừa tham nhũng. Thứ hai, đấy là để phát hiện tham nhũng. Thế và thứ ba, đấy là để xử lý các cái hành vi tham nhũng. Đấy là cái vấn đề cốt lõi nhất. Thời gian qua, tỉnh Hậu Giang và các tỉnh thành trên cả nước tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên lựa chọn các cán bộ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức tiến hành xác minh tài sản thu nhập theo Nghị định số 130 của Chính phủ. Một số ý kiến cho rằng việc lựa chọn ngẫu nhiên người xác minh mang tính chất mai rủi dẫn đến để lọt những người kê khai tài sản thu nhập thiếu trung thực. Vậy ông nghĩ sao về vấn đề này? Đối với việc bốc thăm đó thì thực ra nó cũng có ưu điểm. Một cái ưu điểm nổi bật nhất đấy là có thể cái việc xác minh tài sản thu nhập có thể rơi vào bất kỳ ai và bất kỳ thời điểm nào. Cái đấy là cái ưu điểm nổi bật, ưu điểm nổi trội. Đấy. Thế nhưng ngược lại nó cũng có những hạn chế, có những bất cập. Ví dụ một số địa phương, tôi lấy ví dụ như là thành phố Hà Nội, thế thì những người mà cần phải đi xác minh thì nên đến hàng hơn 20.000 người. Vấn đề mà cái số lượng lớn như vậy, số lượng phải xác minh hàng năm nó nhiều như vậy thì nó gây cho cái sự quá tải của cái cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập. Và buộc anh phải có nhân lực, có thời gian. Nhưng nói tóm lại cái cuối cùng, cái gì nó cũng có tính hai mặt của nó. Những bất cập hạn chế này thì tôi tin chắc rằng trong thời gian tới sẽ được khắc phục để cho cái quy định của pháp luật của chúng ta về phòng chống tham nhũng ngày càng được hoàn thiện hơn. Vậy làm thế nào để đảm bảo tính trung thực cho các bản kê khai tài sản thu nhập khi chỉ trông đợi vào sự tự giác của người được kê khai tài sản, thưa ông? Thực ra việc kê khai tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai, ngay từ khi xác định từ đầu hay là vấn đề mấu chốt của luật phòng chống tham nhũng, chúng ta phải đi xác minh tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai. Nói như vậy là chúng ta không phải tin tất cả vào người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản thu nhập, thì trong đó chúng ta mới có chuyện phải đi xác minh. Để mà xử lý tốt việc chúng ta đi xác minh đạt kết quả cao, thì việc đầu tiên đối với các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập ấy, đấy là gì? Cái người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập, lần đầu là anh phải chốt cứng tài sản thu nhập của anh thế này, thế và nó được bổ sung hàng năm, và những biến động về tăng giảm tài sản là anh phải làm rõ. Tất cả nếu như mà chúng ta là làm rõ, làm chắc từng bước một thì chắc chắn là sau khi chúng ta xác minh có báo cáo kết quả xác minh và chúng ta sẽ kết luận được việc xác minh, kết luận được tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai này có trung thực không, có chính xác không, vân vân. Và điều đấy là tách cái việc mà cái trung thực hay là không trung thực của người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập. Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn. Để công tác kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn được thực hiện nghiêm túc, cần gắn chặt với giám sát, kiểm tra và trách nhiệm giải trình. Cùng với người kê khai, cần gắn thêm trách nhiệm của tổ chức đơn vị tiếp nhận, giám sát, kiểm tra và công khai bản kê khai. Xử lý nghiêm minh, đủ tính răn đe đối với những trường hợp không trung thực khi kê khai tài sản, thu nhập, góp phần củng cố niềm tin của người dân trong công tác phòng chống tham nhũng.
Thưa quý vị, cả năm 2023 và 3 tháng đầu năm nay, Cảnh sát Giao thông toàn quốc xử lý hơn 1 triệu trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, gần 103.000 trường hợp đi sai làn đường, phần đường, 15.000 trường hợp tránh vượt không đúng quy định. Năm nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc tập trung xử lý xuyên suốt 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, gồm nồng độ cồn, ma túy, quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe, tốc độ, vi phạm về tránh vượt, phần đường, làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và sử dụng giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện. Đối với vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, xây dựng kế hoạch, phương án, bố trí, huy động lực lượng đảm bảo nguyên tắc khép kín tuyến địa bàn, bố trí lực lượng mặc thường phục, bí mật, nắm tình hình để thông báo và kịp thời xử lý người vi phạm sử dụng rượu bia tham gia giao thông trên tuyến. Tổ chức xác minh các trường hợp vi phạm là cán bộ, đảng viên và gửi thông báo về cơ quan đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định. Với trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy, sẽ tổ chức kiểm tra xác minh về nhân thân, nơi cư trú để có biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Liên quan đến ca mắc cúm AH5N1 tử vong tại tỉnh Khánh Hòa vừa qua, Bộ Y tế nhận định, thời gian tới vẫn tiềm mẫn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người. Virus AH5N1 là chủng cúm độc lực cao, người bị nhiễm thường diễn tiến nặng và tử vong với tỷ lệ cao khoảng từ 50-60%. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm do virus cúm chủng H5N1 gây ra. Bệnh lây qua đường hô hấp, qua tiếp xúc với vật dụng bị nhiễm mầm bệnh, tiếp xúc và sử dụng gia cầm ốm chết do nhiễm cúm, ăn thịt gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa nấu chín kỹ hoặc chết do bị nhiễm bệnh. Bệnh cúm gia cầm trên người hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như chưa có vaccine phòng bệnh. Người nhiễm cúm AH5N1 thường có những biểu hiện giống với cúm thông thường, dễ bị nhầm lẫn và kèm theo một số dấu hiệu nguy hiểm hơn. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm bệnh chết và không rõ nguồn gốc, hạn chế tiếp xúc giết mổ, ăn các loài động vật hoang dã, đặc biệt là chim. Khi có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến gia cầm, phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Hậu Giang hiện có gần 30.500 người dân tộc thiểu số, trong đó 13% là hộ nghèo, gần 5% hộ cận nghèo. Tỉnh thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc từ cơ sở, góp phần dẫn dắt người dân trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Tỉnh chú trọng đào tạo, quy hoạch, phát triển tại chỗ đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở. Mục tiêu đến năm 2025, bồi dưỡng kiến thức về chính sách, công tác dân tộc cho hơn 600 lượt cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, người dân tộc thiểu số phù hợp với tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu số ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đào tạo nghề cho khoảng 400 người, khuyến khích khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hậu Giang lần thứ tư năm 2024 được tổ chức ở cấp huyện vào quý 2, cấp tỉnh vào quý 4 năm nay. Đại hội cấp huyện tổ chức ở các địa phương có trong đồng bào dân tộc thiểu số như thành phố Vị Thanh, các huyện Long Mỹ, Phụng Hiệp, Châu Thành A và Vị Thủy. Các huyện còn lại tổ chức hội nghị liên tịch giữa Ủy ban Nhân dân huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp để chọn đại biểu dự đại hội cấp tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ngành các cấp quan tâm tuyên truyền sâu rộng việc tổ chức đại hội nhằm tạo sự chuyển biến mới trong nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức định kỳ 5 năm một lần.
Đây là sự kiện chính trị xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng các dân tộc thiểu số trong tỉnh, nhằm tổng kết đánh giá công tác dân tộc trong 5 năm qua, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, ghi nhận biểu dương công lao đóng góp của các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hậu Giang. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững. Ở đó, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân đóng góp bằng những việc làm thiết thực. Với suy nghĩ mình vì mọi người vì mình, suốt 15 năm qua, ông Trần Văn Phủ, chủ nhiệm câu lạc bộ những người tình nguyện làm công tác nhân đạo ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, gắn bó với công tác xã hội bằng cái tâm của mình. Thấy được việc làm có lợi đó, nhiều người chung tay cùng ông tích cực làm công tác thiện nguyện. Bà Trần Thị Ảnh, 77 tuổi ở ấp 1 xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, luôn thấy mát lòng khi nhắc về ông Bảy Phủ. Gia đình bà Ảnh thuộc diện hộ nghèo, chồng mất, bốn đứa con lập gia đình đều ở riêng và cũng nghèo nên không giúp đỡ được nhiều. Trước đây căn nhà này mùa nắng nhìn lên thấy trời, mùa mưa thì dột nát. Năm 2022, ông Bảy Phủ đứng ra vận động nhà hảo tâm hơn 35 triệu đồng, giúp bà có căn nhà ấm cúng che nắng che mưa. Thì hoàn cảnh khó khăn, cũng cái nhà thì nó dột nát, phải không có là năm nay gì như ngoài sân rồi. Thì chú Bảy này chú giúp đỡ, chú cho được cái nhà lớp nào gạo, rồi lớp nào dầu ăn, nước mắm, rồi nước tương, nước đường gì đủ hết trơn, tôi mang ơn nhiều lắm. Nghĩa xóm tình làng và vì sự phát triển của quê hương là cơ duyên đưa ông Bảy Phủ đến với việc thiện nguyện. Năm 2009, đường lộ trước nhà có nhiều chỗ sụt lún ổ gà, học sinh và người dân đi lại rất khó khăn. Ông đứng ra vận động người dân chung xóm hùng nhau mua cát đá sửa đường, giúp chuyện đi lại của người dân dễ dàng, niềm vui được nhân lên. Được mọi người tin tưởng và động viên, ông Phủ thành lập câu lạc bộ những người tình nguyện làm công tác nhân đạo. Tới nay có 20 thành viên tham gia. Trái với suy nghĩ, có đủ đầy mới làm từ thiện, thu nhập hai vợ chồng mỗi tháng khoảng 5 triệu đồng, từ việc gia công lục bình và cho thuê 8 công đất ruộng. Tâm nguyện của người đàn ông này là làm đẹp cho đời, đi trước chuyện làm giàu cho bản thân. Cầu cống Kinh Ba Tình ở ấp 1 hoàn thành vào năm rồi, kinh phí xây dựng hơn 450 triệu đồng, trong đó ông Bảy Phủ và câu lạc bộ hỗ trợ hơn phân nửa. Thì cây cầu này hồi xưa là cây cầu gỗ, mà đi thì cũng khó khăn lắm. Người ta cũng như chừng 9-10 giờ người ta đi là xe cũng chạy, cũng té rồi nữa. Rồi giờ thì ở ấp với nhà anh Phủ rồi nè, rồi xúm lại mần cái cầu này thì được cũng mừng, cũng ở đây người ta cũng mừng lắm. 15 năm qua, câu lạc bộ vận động trên 700 triệu đồng, tặng gần 3.000 xuất quà cho người dân và học sinh nghèo, hỗ trợ xây dựng 5 cây cầu dân sinh, xây mới 2 căn nhà tiền chế, hỗ trợ tiền cho người dân bị bệnh. Với ông, niềm hạnh phúc lớn nhất là việc thiện nguyện được kéo dài tựa như những con đường này và giúp được nhiều hoàn cảnh vượt lên số phận. Công việc làm được rất nhiều, nhưng khi được hỏi về mình, ông thường rất kiệm lời, chỉ nói mình học bác. Học bác thì quay lại là tôi làm từ thiện đó, tôi làm từ thiện lo cho dân. Học bác đó, làm cái gì cũng công khai minh bạch, rồi dân mới ủng hộ tôi làm, đi theo tôi đã làm từ thiện. Anh Phủ đã có rất là nhiều cống hiến chăm lo cho các cái đối tượng người yếu thế, đặc biệt là trên địa bàn ấp 1 cũng như là trong xã Lương Tâm và những cái địa phương lân cận. Khi mà có cái yêu cầu thì anh Phủ sẵn sàng hỗ trợ rồi giúp đỡ. Trong cái thời gian tới thì đảng bộ, chính quyền và người dân xã Lương Tâm tiếp tục phát động cái phong trào học tập và làm theo gương Bác để ngày càng xuất hiện thêm nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong cái việc học tập làm theo gương Bác để góp phần xây dựng xã Lương Tâm ngày càng phát triển giàu đẹp hơn nữa. Miệt mài 15 năm cống hiến cho đời, việc tốt của ông Bảy Phủ
tựa bông hoa trong vườn hoa thi đua yêu nước. Ông vinh dự là một trong hai cá nhân tiêu biểu của tỉnh Hậu Giang được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Nội dung vừa rồi cũng khép lại thời sự Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.